Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Ngư dân phá lời nguyền đi biển không cứu người gặp nạn trên biển. Ngay khi nhận được điện thoại cầu cứu của thuyền viên trên con tàu Cửu Tùng 01, 7 ngư dân trên con thuyền 44CV ngay lập tức thẳng tiến về phía con tàu đang gặp nạn để ứng cứu. Vào lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày 11 tháng 10, tàu hàng Cửu Tùng 01 xuất phát từ cảng Cửa Tùng chở theo vật liệu xây dựng và hơn 35 người ra đảo Cồn Cỏ. Đến khoảng 10 giờ 20 phút khi còn cách đảo Cồn Cỏ 5 hải lý thì tàu bất ngờ gặp vật cản bị đâm thủng và chìm. Lúc này hơn 35 người trên tàu gồm thủy thủ đoàn và người dân và công nhân vô cùng hoảng loạn. Anh Hồ Ngọc Hiếu lái tàu Cửu Tùng 01 vẫn nhớ như in giây phút hoảng loạn trên tàu. Lúc phát hiện ra sự cố, tôi có điện thoại cho một ngư dân tên Lê Văn Hiếu cùng một số đơn vị khác để ứng cứu. Tàu lúc đó chìm khá nhanh, mọi người vớ vội phao thúng thoát ra khỏi tàu rồi lân đân giữa sóng nước, chẳng ai nghĩ mình được cứu sống. Ngư dân Lê Văn Hiếu, chủ tàu QT21106 cho biết, anh cùng 6 ngư dân khác ra khơi câu cá quanh khu vực đảo Cồn Cỏ vào ngày 10 tháng 10 và dự định một tuần sau mới trở về bờ. Sáng ngày 11 tháng 10, khi đang câu cá cách bờ khoảng 15 hải lý thì bất ngờ nhận được điện thoại của anh Phan Văn An, thuyền viên gặp nạn, báo có sự cố. Không chần chừ và suy nghĩ, anh Hiếu lập tức cho bạn thuyền ngưng tay thẳng tiến về phía con tàu gặp nạn với tốc độ tối đa để ứng cứu. Đến khoảng 10 giờ 30 thì thuyền 7 ngư dân đã đến nơi con tàu gặp nạn. Trên biển lúc này hàng chục người đang lân đân hoảng loạn. Lúc đó họ đã quá mệt, lặn cóng chân tay vì ngâm nước ít nhất 30 phút, nhiều người suýt ngất. Trong đó có một người phụ nữ lúc được cứu lên thuyền thúng chai thì còn thở, nhưng sau đó vì đuối sức nên qua đời. Điều đó làm chúng tôi thấy áy náy, anh Hiếu kể lại. Mất gần nửa tiếng đồng hồ, chiếc thuyền câu 40CV của 7 ngư dân mới vớt được tất cả người bị nạn. Sau đó khoảng một tiếng, tàu của doanh nghiệp Ngọc Tuấn, chủ tàu gặp nạn, mới ra đến hiện trường để cùng giúp đỡ những người bị nạn vào bờ. Ngư dân Trần Văn Tuân cho biết, lời nguyền của người đi biển là không được cứu người gặp nạn trên biển, vì cứu là chăn cơm với hà bá. Thế nhưng lúc đó anh em chẳng suy nghĩ gì, cứu người xong anh em cũng mệt lử. Sau khi được ứng cứu kịp thời, toàn bộ người bị nạn trên tàu Cửu Tùng 01 đã được đưa lên bờ an toàn. Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Hệ, 53 tuổi, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, được xác định đã tử vong. Gặp chúng tôi, ngư dân Đào Văn Hải, thuyền viên cho biết, thời điểm tiếp cận tàu, anh em chúng tôi chỉ nghĩ rằng phải làm sao để cứu được mọi người một cách nhanh nhất. Sau một thời gian vật lộn với con sóng, tất cả mọi người đã được đưa lên thuyền thúng rồi di chuyển lên thuyền lớn. Mọi thành viên đều thấy vui vì tất cả nạn nhân đã được cứu lên thuyền an toàn. Chúng tôi cũng thấy hạnh phúc vì đã làm được một việc ý nghĩa. Anh Trần Văn Tuân kể lại, khi con tàu đang chìm dần, họ phải bám vào những chiếc phao, cố ngoi lên mặt nước. Chúng tôi phải phân công nhau thả thuyền thúng phao để tiếp cận với những người đó. Khi cứu được mọi người lên thuyền, ai cũng thấm mệt, rã rời. Vào đến bờ, những người gặp nạn đã được các lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, không ai bị sao cả. Việc cứu người gặp nạn là một nghĩa cử cao đẹp, nhưng đối với những ngư dân này, đó là việc làm bình thường, không ai nhắc đến hành động vừa làm. Kêu gọi tàu cá tham gia cứu nạn. Anh Nguyễn Hữu Lam, một người được cứu cho biết, trước khi tàu chìm đã có báo động, mọi người phụ nhau ném nhiều vật dụng xuống biển, hy vọng con tàu không chìm nhưng bất thành. Khi được cứu lên thuyền, ai nấy cũng đều mừng rỡ vì đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Ông Hồ Thanh Ngọc, giám đốc doanh nghiệp Ngọc Tuấn cho biết, tàu chở vật liệu xây dựng xuất phát tại cảng Cửa Tùng ra phục vụ công việc xây dựng tại đảo Cồn Cỏ. Trên tàu hàng Cửu Tùng 01, do Hồ Ngọc Hiếu làm thuyền trưng và hành khách chủ yếu là cán bộ chiến sĩ quân đội xin đi nhờ ra đảo. Không may khi con tàu cách đảo Cồn Cỏ chừng 5 hải lý thì gặp nạn. Khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đồn biên phòng Cồn Cỏ điều một tàu công vụ ra huy động các tàu cá đến hiện trường để tiến hành cứu nạn. Ông Tuấn cho hay, bước đầu doanh nghiệp này đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị tử vong 20 triệu đồng để tổ chức hậu sự cho bà Huệ. Được biết, 7 ngư dân đã ứng cứu kịp thời cho tàu gặp nạn bao gồm Lê Văn Hiếu sinh năm 1975, Đào Văn Hải sinh năm 1978, Hồ Ngọc Vấn sinh năm 1976, Phan Văn Đức sinh năm 1972, Trương Minh Khánh sinh năm 1962, Nguyễn Văn Tý sinh năm 1982, Trần Văn Tuân sinh năm 1982, cùng trú tại thị trấn Cửu Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Với hành động dũng cảm của mình, 7 ngư dân đã nhận được những lời tuyên dương, khen ngợi của mọi người. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành khen thưởng cho những ngư dân đã ứng cứu gặp nạn. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến sự cố chìm tàu, theo tìm hiểu được biết tàu Cửu Tùng 01 là tàu chở hàng. Theo quy định chỉ được cấp phép và vận chuyển hàng hóa, vật liệu từ cảng Cửu Tùng ra đảo Cồn Cỏ với một số lượng người nhất định. Tuy nhiên, tại thời điểm gặp nạn lại có hàng chục người. Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Huy Thỏ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cho biết, trọng tải vận chuyển chuyến hàng của tàu Cửu Tùng 01 là 300 tấn. Xác định tàu này là tàu chở hàng nhưng lại chở hành khách là vi phạm. Khi các lực lượng chức năng kiểm tra để cấp thủ tục hành trình, tàu này có đầy đủ giấy tờ và cho phép xuất bến. Số người bị nạn có thể do họ trốn lên tàu sau khi tàu đã xuất cảng. Theo ông Thỏ, biên phòng có trách nhiệm kiểm tra thủ tục hành trình. Còn về việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu thì đơn vị chủ tàu có hợp đồng với các đơn vị xây dựng ở đảo Cồn Cỏ. Trong khi đó, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị lại cho rằng, việc tàu đăng ký chở hàng nhưng lại chở thêm hàng chục hành khách, trách nhiệm thuộc Bộ đội Biên phòng. Hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu đắm ngư dân Quảng Ngãi. Thuyền trưởng Lựu cho biết phía Trung Quốc không chỉ dùng tàu quân sự đâm chìm tàu cá mà còn cho lực lượng dùng dùi cui điện lên tàu uy hiếp đắm ngư dân Quảng Ngãi. Chiều ngày 13 tháng 7, tàu cá của ông Huỳnh Văn Khăn, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đưa 5 ngư dân gặp nạn trong gia đình ông Võ Văn Lựu từ vùng biển Hoàng Sa về quê đoàn tụ cùng gia đình. Hải cảnh Trung Quốc đắm ngư dân. Phờ phạc trong ngày trở về, ông Lựu cùng 4 ngư dân gần như kiệt sức, vị thuyền trưởng kể. Sáng ngày 9 tháng 7, trong lúc các ngư dân bắt thủy sản ở vùng biển Hoàng Sa thì hai tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46102 và 56103 bất ngờ tấn công. Họ truy đuổi tàu cá của ông và anh Huỳnh Văn Khăn suốt nhiều giờ trên biển. Trưa ngày 9 tháng 7, phía Trung Quốc thả cano áp sát, 6 người Trung Quốc leo lên tàu cá đánh vào mặt tôi rồi dùng dùi cui điện khống chế ngư dân. Họ tiếp tục dùng tàu của tôi rượt đuổi bắt tàu cá Đồng Hương nhưng bất thành. Khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu hải cảnh Trung Quốc bực tức, húc ngang hông khiến tàu chìm, hất văng 5 ngư dân xuống biển, vị thuyền trưởng thuật lại. Lần đầu tiên theo che ra biển, cậu bé Võ Văn Cầu, 17 tuổi, tỏ ra bức xúc khi chứng kiến tàu Trung Quốc bạo ngược vây ép, cản trở việc đánh bắt thủy sản ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Cũng là người với nhau, sao em thấy họ ác quá, họ đâm chìm tàu, mặc cho 5 người trong gia đình em bám trên mũi tàu, họ cứ vây ép không cho tàu cá Quảng Ngãi đến ứng cứu, Cầu nói. Tạm gác phiên biến đưa 5 ngư dân gặp nạn về quê. Dù còn 2 tuần nữa mới kết thúc chuyến đi biển, thuyền trưởng Huỳnh Văn Khánh, ngụ xã Bình Châu bàn bạc cùng các ngư dân tạm gác công việc để đưa 5 ngư dân trong gia đình của ông Lục về đất liền. Ông Khánh cho hay sau khi đâm chìm tàu cá, lực lượng hải cảnh Trung Quốc chứng kiến 5 ngư dân trong gia đình ông Lựu đu bám trên mũi tàu mà không ứng cứu. Thấy anh em ngư dân lâm nạn mình ở gần mà tàu Trung Quốc còn đứng đó nên không dám đến cứu vớt. 5 giờ sau họ rời đi, chúng tôi mới có thể đưa các anh em lên tàu trong tình trạng kiệt sức, ông Khăn ngậm ngùi. Tơi tả ngày trở về, anh Nguyễn Trung Hậu, con rể ông Lựu, bọc bạch. Chiều tối ngày 9 tháng 7, nếu ông Khăn cùng mọi người không đến cứu kịp, có lẽ 5 người trong gia đình đã bỏ mạng giữa biển. Sau khi được đưa lên tàu, thuyền trưởng nói với mọi người nấu nước gừng cho uống giữ ấm cơ thể, sau đó nấu cháo loãng cho ăn để sớm hồi phục sức khỏe. Tàu Trung Quốc rượt đuổi tấn công từ 8 giờ sáng đến chiều tối thì 5 thành viên trong gia đình đói run, cơ thể mỏi rã rời. Thương nhất là em Cầu còn quá trẻ và ông nội Võ Bông, 75 tuổi, tuổi già sức yếu nên sợ chịu đựng không thấu giữa mối nguy này, anh Hậu thổ lộ. Vị thuyền trưởng nhiều lần bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá. Ông Lựu còn nhớ ngày 1 tháng 3 năm 2014, anh em ngư dân đang hân hoan trong ngày đánh bắt cuối cùng kết thúc phiên biển ở vùng biển Hoàng Sa thì tàu Trung Quốc bất ngờ ập đến tấn công. Nhiều giờ rượt đuổi, tàu Trung Quốc cho cano chở 8 người áp sát lên tàu cá dùng roi điện uy hiếp, dồn hết ngư dân về phía trước mũi tàu. Chúng cướp hết thiết bị, nhiên liệu và lấy đi hơn 4 tấn hải sâm, cá, mực, gây thiệt hại hơn 600 triệu đồng. Không chỉ cướp sạch tài sản, họ còn lái tàu của tôi chạy về phía đảo Linh Côn, vị thuyền trưởng bức xúc. Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2015, trong lúc ông Lựu cùng các ngư dân đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa thì tàu Trung Quốc số hiệu 35101 chạy đến rượt đuổi, húc vào mũi tàu. Dù may mắn thoát nạn nhưng tàu cá bị hỏng máy, thả trôi. Sau đó tàu cá của ông Phạm Trung Kiên cùng quê đến hỗ trợ lai dắt đưa tàu ngư dân gặp nạn vào đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa sửa chữa.
Ngày 16 tháng 6 năm 2015, tàu ông lại tiếp tục bị hai tàu Trung Quốc mang số hiệu 33101 và 37102 chở theo 20 người mặc quân phục có trang bị súng AK, dùi cui điện, bất ngờ vây ép tấn công cướp sạch tài sản. Liên tục bị tàu Trung Quốc tấn công cướp tài sản, giờ đây gia đình ông Lựu lâm cảnh kiệt quệ, nợ nần chồng chất. Hiện gia đình chúng tôi nợ bà con 500 triệu đồng, ngân hàng 390 triệu đồng. Hiện tàu cá cùng ngư lưới cụ trị giá 3 tỷ đồng bị tàu Trung Quốc đâm chìm, càng khiến gia đình tôi thêm khốn khổ, bà Nguyễn Thị Năng và ông Lựu mếu máo. Sáng ngày 13 tháng 7, trả lời câu hỏi về vụ tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định, Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc khẩn trương điều tra xác minh vụ việc và xử lý nghiêm đối với các nhân viên của hai tàu Trung Quốc đã có hành vi cố ý đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Các nhân viên này bỏ mặc các ngư dân Việt Nam trong điều kiện nguy hiểm đến tính mạng sau khi tàu bị đâm chìm trên biển. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, không để tái diễn các hành động tương tự và có hình thức bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam, ông Bình yêu cầu. Liên quan đến vụ việc, ngày 11 tháng 7, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trao công hàm phản đối. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.